Hai em bé này trông thật là dễ thương, lại còn rất là giống nhau nữa. Điều đặc biệt là lại còn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chỉ có điều một đứa thì sinh ra trong nhà giàu, còn một đứa lại sinh ra trong nhà nghèo. Tại sao số phận lại như vậy nhỉ? Thương quá. Cũng thật là tội nghiệp cho em bé nhà giàu. Vừa sinh ra thì đã mất mẹ rồi. Hên mà nhà có điều kiện cho nên là mua sữa cho uống. Đây là sữa xịn đấy. Cô bế con lên cho con uống sữa nhá. Uống sữa nào. Uống xong no bụng là cười liền cơ nhỉ. Cũng tội nghiệp bạn bên cạnh con, do sinh ra trong nhà nghèo cho nên là bây giờ phải đợi mẹ tỉnh lại mới cho bú sữa được. Chắc là đói quá nên đang khóc kìa con. Em uống sữa nhanh nhanh lên. Không được rồi, cô phải bế cả hai bạn mới được. Trời ơi, không biết mình có nên cho em bé nhà nghèo một chút sữa không nhỉ? Chắc là đang đói lắm rồi đây. Thôi chết rồi, có ca cấp cứu. Cô phải đi ngay, hai đứa nằm xuống đây đợi cô một tí nhá. Tí nữa cô lại cũng cho ăn. Nào cô đi đây, cô còn nằm đây nhá. Đây con của mình đây rồi. Nào mẹ bế con nhá. Nhưng mà mặt con của mình tại sao hôm nay có vẻ khác thế nhỉ? Không giống lúc mới sinh một tí nào. Để mình xem nào. Con của mình rõ ràng là con gái. Tại sao bây giờ lại là con trai? Bệnh viện đã có sự nhầm lẫn ở đây. Mình phải đi hỏi lại mới được. Không được. Mẹ chồng của mình rất thích mình để con trai. Nếu như bây giờ mình đưa về con gái thì cả hai mẹ con mình sẽ không sống yên được. Còn nếu là con trai thì chắc chắn mẹ chồng của mình sẽ yêu thương mình hơn. Thôi thì coi như đây là ý trời vậy. Mình hy vọng rằng con gái của mình sẽ có được một gia đình tốt. Đây rồi, con của ba đây rồi. Trông con dễ thương quá. Nhưng mà thật tội nghiệp cho con. Vừa mới sinh ra thì đã mất mẹ. Sao? Ba sẽ cố gắng bù đắp tình cảm lại cho con. Ba sẽ cho con tất cả những gì con muốn. Nhưng mà rõ ràng vợ mình nói mình là con trai mà. Tại sao bây giờ lại là con gái nhỉ? Không lẽ nào có sự nhầm lẫn gì chăng? Hay là vợ mình muốn tạo sự bất ngờ cho mình? Hóa ra là như vậy. A chance to make
em nói cái gì mà không hiểu gì hết vậy? Thằng chết đi được. Con gái yêu quý ơi, ba về rồi đây. Ba có mua cái gì về cho con không vậy? Tất nhiên là có rồi. Ở đây ba có gà rán này, đúng món con yêu thích luôn. Con có thích gà rán nữa đâu. Chán chết đi được. Ba lúc nào mua gà rán? Hôm qua con nói là con thích ăn gà rán mà. Đó là chuyện của hôm qua. Còn hôm nay ngửi mùi thôi là mắc ói rồi. Ba thấy nó cũng ngon mà. Hôm nay con thích ăn hamburger. Hamburger hả? Thôi được rồi, đợi ba một tí nhá. Đây rồi, đây rồi. Ba đã mua hamburger gà theo ý của con đây. Mua con mỗi cái hamburger thôi mà ba đi lâu thật đó. Hamburger gà. Tại sao con lại nhè ra đây? Thôi được rồi, đợi ba một lúc. Con gái yêu ơi, đây là hamburger bò của con này. Ba phải vất vả lắm mới mua được đấy, nhà hàng sắp đóng cửa rồi. Con ăn tạm thôi chứ thực ra con không thích ăn mấy cái đồ ăn nhanh này đâu. Nhà người ta thì có mẹ suốt ngày được ăn cơm ngon. Nhà mình á thì không có mẹ, tối ngày con phải đi ăn nhà hàng, tối ngày phải ăn đồ ăn nhanh. Hay là để ba tìm cho con một người mẹ mới nhá. Ba tìm mẹ mới cho con, tức là ba sẽ lấy vợ đúng không? À, mẹ ơi, mẹ ơi, ba lại chuẩn bị lấy vợ mới này. Con thừa biết rồi nha, ba lấy vợ để mẹ ghẻ đánh con đúng không? Con đã xem rất nhiều video về mẹ ghẻ đánh con chồng rồi. Không có chuyện đó mà. Không. Nếu mà con không muốn thì ba sẽ không lấy vợ nữa. Con không muốn một tí nào. Rồi, ba chỉ thương mình con thôi. Mà hình như ngày mai con chuẩn bị đi học, buổi học đầu tiên đúng không? Con đã chuẩn bị được gì chưa? Đúng rồi. Con đã chuẩn bị được rất nhiều thứ, nhưng mà có một thứ quan trọng con không chuẩn bị được. Đó là cái gì? Nói cho ba nghe xem nào. Cái này cũ rồi nè. Con muốn có một cái iPad to hơn. Chứ nếu mà con đi học mang cái iPad này đi, bạn bè sẽ cười nhạo con mất. Nhưng mà ba nhớ rằng cái iPad này ba mới mua cho con cách đây 2 tháng mà. Nhưng mà bây giờ người ta đã ra cái iPad mới to hơn rồi. Vậy thì để mai ba đi mua cho nha. Không, hôm nay luôn không. Hôm nay mai con phải có mang đi học rồi. Nhưng mà giờ này muộn rồi. Còn cửa hàng nào bán nữa đâu. Mai con đi học về là phải có iPad. Chắc chắn, hứa với con luôn. Đau lưng quá. Mẹ bị làm sao vậy mẹ? Mẹ bị đau lưng hả mẹ? Đúng rồi, mẹ đau lưng quá. Mẹ để con quét cho. Mẹ ngồi xuống nghỉ đi mẹ. Mẹ còn đau không mẹ? Vẫn còn đau con à. Để con đấm lưng cho mẹ nhá. Con trai của mẹ giỏi quá. Mẹ đỡ đau chưa mẹ? Mẹ đỡ đau rồi. Mẹ ơi, hôm nay á, con tính con sẽ phụ mẹ nấu cơm. Nhưng mà tự nhiên con xuống dưới bếp thì con thấy là nhà mình hết gạo rồi. Đúng rồi ha, mẹ quên mất. Thôi thì cũng đến giờ ăn cơm rồi. Mẹ đi pha mì tôm cho con ăn tạm nhá. Dạ. Đúng là con của mẹ ngoan quá. Để con sẽ quét nhà cho mẹ. Mì ngon quá mẹ. Nhưng mà mì của mẹ đâu? Mẹ không thấy đói. Hay là mẹ ăn của con một miếng đi. Con ăn đi. Mẹ không đói thật mà. Con ăn đi còn lấy sức mà học bài.
Mẹ không nói thật á? Đúng thế, mẹ không nói thật. Nhưng mà bình thường con thấy mẹ cũng ăn nhiều mà. Nhưng mà hôm nay mẹ ngán mì lắm rồi. Con ăn đi, ngon đúng không? Mẹ toàn nhường con không à. Mẹ ơi. Sao? Ngày mai là buổi đi học đầu tiên của con á. À đúng rồi ha, mẹ quên mất. Tại vì mẹ bận quá. Nhưng mà hình như là con vẫn chưa có sách. Mẹ xin lỗi con trai nhá. Nhưng mà tại vì mẹ chưa có tiền mua. À không sao, không sao đâu mẹ. Ngày mai con có thể đến, con mượn bạn xem chung cũng được. Thôi thì con ráng mượn bạn xem chung vài bữa. Mẹ kiếm tiền rồi mẹ mua sách cho con nhá. Dạ. Thế con ăn đi, không mình nguội bây giờ. Mai nhớ đi học thật là tốt, nghe lời cô giáo nhá. Dạ. Học giỏi rồi kiếm nhiều tiền về cho mẹ nhá. Dạ. À, con gái yêu đi học về rồi à? Ba đã mua iPad cho con chưa? Ơ? Chết rồi. Oh no. Mày làm việc quá mà ba quên mất rồi. Mẹ ơi. Có cái iPad thôi mà ba không mua được cho con hả? Ba đùa đấy. Ta 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 ta. Đây nè, đây là iPad. Đúng loại con thích chưa? Thôi để chiều ba đi đổi cho. Chiều ba phải đi đổi á nha. Mà hôm nay con đi học buổi đầu có gì vui không kể cho ba nghe đi. Đi học thì làm gì có gì vui, đi học cắn chết đi được. Cô giáo thì nạt nộ con, cô bảo con láo. À đúng rồi, có chuyện này rất là vui luôn mà. Hôm nay đi học buổi đầu tiên, cô giáo xếp cho con ngồi cùng bàn với một bạn có mặt ngu giống hệt mặt ba. Sao con lại nói mặt ba là mặt ngu? Thì nhìn mặt bạn ấy rất ngu. Nhìn rất là giống ba hồi nhỏ đó bà. Giống ba hồi nhỏ sao? Con đã xem hình ba hồi nhỏ rồi, giống y hệt luôn. Vậy à? Ừ. À thì chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. À còn một sự trùng hợp này nữa. Bạn ấy này sinh cùng ngày này, cùng tháng này, cùng năm và cùng bệnh viện với con luôn. Wow. Thật sao? Dạ. Bởi vì con biết là ba sẽ không tin con đúng không? Cho nên con đã chụp hình bạn ấy về cho ba xem này. Đó. Đâu đưa ba xem nào. Đó bạn này nè. Ba thấy giống ba chưa, y hệt. Ơ à, sao bạn rớt điện thoại của con? Không thể nào. Nhưng mà rõ ràng vợ mình nói mình là con trai mà. Tại sao bây giờ lại là con gái nhỉ? Không lẽ nào? Nhìn mặt ngu thật. Giống y hệt luôn. Con gái. Hả? Cho ba xin một sợi tóc.